Mời các bạn cùng xem quá trình phát triển của chó con từ sơ sinh cho đến 2 tháng tuổi, 8 tuần. A puppy growing from newborn to 2 months old. Đây là đàn chó con của Melcy Gervi và Bruno, trại chó Rockefeller Gervi, Hà Nội. Đây là chó con sơ sinh và đây là 1 tuần tuổi. Thì ở 1 tuần tuổi là chó con nó đã cứng cáp rồi, bắt đầu có nô nghịch. Chó mẹ Melcy thì rất là tốt sữa, trải qua bổ sung cái Semil là cái tăng sữa cả số lượng và chất lượng cho chó mẹ. Chó con ở tuổi này thì rất là yêu, thơm mùi sữa, lúc nào cũng muốn ôm chúng nó. Rất là sạch sẽ và thơm tho ở cái giai đoạn này. Chó con ở 2 tuần tuổi thì bắt đầu mở mắt. Nằm xuống đi. Chó con thì tùy đàn, có đàn mở mắt sớm và có đàn mở mắt muộn. Những đàn mở mắt sớm có thể nó mở mắt ở ngày tuổi 12, 13 gì đấy. Nhưng thường thường thì nó sẽ mở mắt ở khoảng 14 cho đến khoảng 17, 18 ngày. 3 tuần tuổi thì cho con bắt đầu được tập ăn dặm. Giai đoạn này bắt đầu vào giai đoạn bẩn. Cho con lấm lem. Và cho con cũng bắt đầu nô nghịch nhiều, gầm gừ sủa nhau. Sau mỗi bữa ăn thì sẽ là một cuộc chiến. Ở cái giai đoạn này thì cho con bắt đầu có sự cạnh tranh ở trong đàn. Giai đoạn 3 tuần, 4 tuần cho đến 7 tuần thì thường là cho con vẫn đồng thời ti mẹ và cả ăn ngoài. Một mình nó ra ngoài nó kiếm ăn. Còn tùy theo con mẹ nhiều sữa hay ít sữa. Con mẹ hết sữa sớm thì cho con sẽ cắt sữa sớm. Giai đoạn 4-5 tuần tuổi là giai đoạn mà cho con nô nghịch nhiều. Cho con cũng đã lộ cái nét rồi. 7 tuần tuổi thì cho đi bơi và 8 tuần tuổi có video để cho mọi người ngắm cho con. Như vậy là ngắn gọn từ sơ sinh cho đến 2 tháng tuổi để mọi người có thể xem được cái sự phát triển của chó con. Ở 8 tuần tuổi thì đàn chó con này là một cái đàn chó mẹ tốt sữa, nó đạt được cái cân nặng khoảng 6 cân rưỡi 7 cân. Đây là một đàn chó mẹ tốt sữa. Còn bình thường nó sẽ ở trong khoảng từ 5 cho đến 7 cân. Đàn chó con này thì còn được 4 đực và 2 cái. Ok. Đàn này đẻ ra là 11 con các bạn nhé. Lót ổ mất 3, còn 8 rơi rụng 2 trong quá trình nuôi. Mọi người cùng ngắm đàn chó con của cặp đôi bố vô địch trẻ Nhập, mẹ vô địch Việt Nam Melcy. Mời mọi người cùng ngắm đàn chó con và cùng bình luận giao lưu dưới video. Các bạn thích con nào nhất? Và Gervi nhờ các bạn giúp share các cái video và mà các bạn thích nhé. Các bạn thích video nào thì nhờ các bạn share giúp để cho nhiều người cùng xem được những cái con chó Rockefeller thuần chủng và có được các cái thông tin hữu ích để mà nuôi chó khỏe, nuôi chó khôn, nuôi chó đúng cách. Trải qua những cái video clip chia sẻ về cái cách nuôi chó, cách chọn chó cũng như là cái việc chăm sóc cái con chó như thế nào để mà nó gần gũi. Sao bố anh nhăn nhở quá vậy? Bố anh không nghiêm túc được tí à? Tiếp theo là boy dây vàng. Xin mời mọi người tập trung ngắm chó. Mình sẽ dừng cái phần bình luận tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem các video của Rockefeller Gervi.
chúc mọi người xem các cái video hữu ích và vui vẻ. Thank you and see you again. What did Sean? Thank you.
Mmm.